Biểu tình phản đối xung đột Gaza biến thành bạo động, hàng trăm người bị bắt. Những căng thẳng chồng chất liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel trong các trường đại học ở Mỹ đã bùng phát thành bạo lực ngày 1 tháng 5 khi một nhóm người biểu tình ủng hộ Israel tấn công một nhóm người ủng hộ Palestine trong khuôn viên chi nhánh đại học Columbia tại Los Angeles. Ẩu đã xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ một nhóm người chiếm tòa nhà ở chi nhánh đại học Columbia tại New York và giải tán khu trại biểu tình trong khuôn viên trường này trước khi đụng độ xảy ra một số quản lý tại đại học columbia tại los angeles cho rằng việc cắm trại trong khuôn viên trường là vi phạm quy định của trường đại học và kéo theo cả những người không liên quan đến khuôn viên trường sau đó nhóm người phản đối hoạt động cắm trại biểu tình đã xông vào tấn công người biểu tình hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trong nhóm tấn công có nhiều người đeo mặt nạ và một số người có vẻ như không phải sinh viên đã ném đồ vật phá bỏ các hàng rào bằng gỗ và thép được dựng lên để che chắn cho khu trại Nhóm này còn hô khẩu hiệu ủng hộ người Do Thái khi những người biểu tình ủng hộ Palestine cố gắng chống trả. Vụ ẩu đã kéo dài vài giờ từ 23 giờ đêm ngày 30 tháng 4 đến trạng sáng ngày 1 tháng 5, giờ Mỹ, khi cảnh sát được huy động đến hiện trường. Đại học Columbia đã phải hủy toàn bộ lịch học trong ngày 1 tháng 5 và thông báo điều tra về vụ ẩu đã giữa hai nhóm biểu tình, không loại trừ khả năng sẽ có những người bị bắt giữ hoặc cho thôi học, thôi việc hiệu trưởng Đại học Columbia Jen Block nêu rõ hành động tấn công bạo lực nhằm vào nhóm người biểu tình ủng hộ người Palestine là vi phạm quy định của nhà trường. Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bax và thống đốc bang California Gavin Newsom cùng ra thông báo lên án các hành vi bạo lực trong đêm ngày 1 tháng 5 đồng thời yêu cầu điều tra. Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra tại Đại học Columbia chi nhánh New York, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp, bắt nhiều người biểu tình chiếm giữ hội trường 20 tầng. Cảnh sát cũng giải tán khu cắm trại của người biểu tình trong khuôn viên trường. Thị trưởng New York, Eric Adams, cho biết cảnh sát đã bắt giữ khoảng 300 người liên quan. Những vụ việc tại Đại học Columbia hay ở New York là một phần của phong trào biểu tình lớn hơn của sinh viên Mỹ kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc hình thành tại nước này vào năm 2020. Các cuộc biểu tình lần này được tổ chức sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023. Những ngày gần đây, các sinh viên đã tổ chức tuần hành hoặc cắm trại trong khuôn viên của hàng chục trường trên cả nước nhằm phản đối cuộc xung đột ở Gaza và yêu cầu các trường dừng hợp tác với những công ty ủng hộ chính phủ Israel. Nhiều trường đã phải gọi cảnh sát để lập lại trật tự. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.